Bác sĩ cảnh báo ai đi chợ tuyệt đối cấm mua 5 loại rau này, kẻo rước ung thư, phá nát gan thận, càng ăn càng nhanh chết. Quý vị cô bác thân mến, rau xanh là thực phẩm không thể thiếu trong mâm cơm của mọi gia đình hàng ngày. Và thậm chí là các cụ ngày xưa còn có câu nói rằng cơm không rau như đau không thuốc để khẳng định tầm quan trọng của rau xanh. Thế nhưng mới đây thì các bác sĩ lại đưa ra lời cảnh báo rằng không phải loại rau nào cũng tốt, mà thậm chí còn có 5 loại rau quen thuộc nhưng cực độc, ăn vào làm mầm mống ung thư, tàn phá gan thận nhanh khủng khiếp. Ai muốn sống khỏe, sống thọ thì nhất định phải biết mà tránh xa. Loại rau đầu tiên trong danh sách bị cảnh báo cực độc này đó chính là món dưa cà muối. Cho tôi hỏi là cô bác mình ở đây có hay ăn dưa cà muối không ạ? Nếu có thì ngay từ hôm nay hãy hạn chế hoặc tốt nhất là bỏ ngay đi nhé. Bởi món ăn này thực sự chẳng hề tốt cho sức khỏe của cô bác đâu ạ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư Việt Nam, dưa chua có hàm lượng muối rất cao vì đây là một phần quan trọng trong quá trình chế biến. Tiêu thụ quá nhiều muối trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể góp phần làm tăng huyết áp. Thêm nữa, lượng muối cao trong dưa có thể gây hại trực tiếp cho dạ dày của cô bác. Lâu ngày dẫn đến nhiễm trùng và loét, cuối cùng trở thành ung thư. Thêm nữa, ăn quá nhiều muối có thể khiến thận và gan của cô bác phải làm việc nhiều hơn. Hơn nữa, huyết áp cao thường xảy ra do chế độ ăn uống nhiều muối càng gây thêm căng thẳng cho các cơ quan này. Do đó, ăn dưa chua quá mức dễ gây rủi ro cho bất kỳ ai mắc bệnh gan hoặc thận. Ngoài ra, chế độ ăn nhiều muối cũng liên quan tới tăng nguy cơ loãng xương. Nhiều cô bác không nhận đủ canxi, một lượng lớn muối có thể tiếp tục lọc khoáng chất ra khỏi xương, dẫn đến xương yếu hơn và nguy cơ loãng xương, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới xương khớp của cô bác. Chính vì vậy mà cô bác cần hết sức lưu ý. Nếu như thích ăn dưa cà muối thì tốt nhất cũng chỉ nên ăn một tuần 2-3 bữa thôi. Đừng ăn liên tục, kẻo có ngày sinh bệnh mới hối hận thì cũng không kịp đâu ạ. Loại rau thứ hai trong danh sách này đó là đậu bắp. Đậu bắp là loại quả thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm gia đình người Việt. Trong y học cổ truyền, đây cũng là một loại vị thuốc có tính mát, có khả năng thanh nhiệt giải độc cho cơ thể. Thế nhưng cô bác cũng cần lưu ý với những ai bị phong hàn, lạnh tay chân, lạnh bụng thì khi ăn đậu bắp sẽ dễ khiến tình trạng bệnh nặng hơn. Thêm nữa là hiện nay có nhiều thông tin về việc đậu bắp có thể chữa các vấn đề về khớp, thậm chí là dùng để hỗ trợ điều trị bệnh gút, khiến các cô bác đổ xô đi mua thực phẩm này về để ăn. Nhưng cô bác lại không biết rằng trong đậu bắp có chứa solanin với hàm lượng nhỏ. Một số người bị viêm khớp rất mẫn cảm với solanin mà ăn đậu bắp sẽ khiến tình trạng bệnh diễn biến nặng hơn, ảnh hưởng lớn tới xương khớp của cô bác đấy ạ. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là đậu bắp độc hại hoàn toàn. Theo đó, nếu cô bác đang gặp vấn đề về bệnh đường huyết thì đây lại là thần dược rất tốt. Theo nghiên cứu khoa học, chất nhầy trong đậu bắp chứa thành phần chất xơ hòa tan và những hoạt chất quan trọng khác nên có thể đã cho tác dụng ổn định đường huyết. Cô bác chỉ cần lấy hai trái đậu bắp, cắt bỏ một ít đầu và đuôi, sau đó cắt đôi theo chiều dọc, rồi cho vào ngâm trong ly nước nguội. Đậy lại qua đêm, sáng hôm sau, trước khi ăn sáng, vớt bỏ hai trái đậu bắp ra rồi uống hết ly nước ngâm đó. Uống mỗi ngày, sau 2 tuần sẽ thấy hàm lượng đường huyết trong máu xuống một cách không ngờ. Loại rau thứ 3 bị bác sĩ cảnh báo đi chợ cấm mua đó là rau mồng tơi. Có thể khi nghe xong tiêu đề này thì nhiều cô bác sẽ phản đối chương trình rằng rau mồng tơi là loại rau phổ biến trong mâm cơm ngày hè. Người người nhà nhà vẫn đang ăn mồng tơi, đã thấy ai bị làm sao đâu mà lại bảo đi chợ cấm mua. Vâng, thưa cô bác, đúng là ăn mồng tơi tuần vài bữa không sao, thế nhưng tôi để ý thấy là có những gia đình thấy mồng tơi mát nên ngày nào cũng ăn. Thêm nữa là nghe được tin ăn mồng tơi giúp dễ tiêu nhuận tràng nên cố ăn cho nhiều. Thế nhưng điều này vô tình lại là phản khoa học, rước bệnh vào người. Cụ thể là các chuyên gia đã cảnh báo rằng trong rau mồng tơi có chứa hàm lượng axit oxalic, một loại chất hóa học liên kết với sắt và canxi khiến cơ thể khó hấp thu các chất dinh dưỡng quan trọng trên. Thêm nữa là rau mồng tơi có chứa nhiều purin, hợp chất hữu cơ khi đi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric, làm tăng nguy cơ phát triển của sỏi thận.
các axit oxalic trong rau mùng tơi làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng phát triển. Không chỉ vậy, rau mùng tơi còn chứa hàm lượng cao chất xơ nên nếu ăn quá nhiều cùng một lúc có thể khiến dạ dày cô bác khó chịu. Đó là chưa kể, rau mùng tơi đang bị liệt kê vào danh sách những loại rau bị sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật nhất hiện nay. Do đó, nếu cô bác mua rau ở các địa chỉ không tin cậy, thì loại rau này có nguy cơ tiềm ẩn ngộ độc thực phẩm rất cao. Thế nên, khi đi chợ, cô bác cũng nên lưu ý lựa chọn mua mùng tơi ở những nơi uy tín cho an toàn nhé ạ. Đứng thứ tư trong danh sách đi chợ tránh mua này đó là cà rốt. Chia sẻ thật với các cô bác, giai đoạn tháng 11 năm ngoái, sau khi sinh em bé được 6 tháng, tôi đọc trên mạng là ăn cà rốt giúp sáng mắt, đẹp da, giảm cân. Thế là ngày nào tôi cũng luộc một đĩa cà rốt rồi ăn. Có hôm ngán thì đổi sang xay sinh tố uống. Thế nhưng duy trì được khoảng 7 ngày thì tôi thấy lòng bàn tay, bàn chân mình bị vàng da, đầy hơi và bị táo bón. Ban đầu tôi còn chủ quan, nghĩ là ăn cà rốt sẽ nhiều chất xơ thì mấy hôm nữa sẽ hết táo bón ngay thôi. Thế nhưng tình trạng đó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Điển hình là một hôm, vừa uống xong cốc nước ép cà rốt thì tôi thấy buồn nôn, mặt mày say sẩm rồi ngất lịm ra nhà. Tới khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện. Sau khi hồi phục, bác sĩ liền mắng tôi rằng muốn chết hay sao mà lại ăn nhiều cà rốt liên tục nhiều ngày như vậy. Sau đó, bác sĩ đã phân tích cho tôi biết những mặt hại vô cùng khủng khiếp của loại củ này. Cụ thể, ăn nhiều cà rốt sẽ làm lượng caroten tăng cao bất thường, dẫn đến việc bị ngộ độc gan, mà caroten lại là hoạt chất giúp tạo nên màu vàng của cà rốt. Nên khi gan không thể đào thải caroten dư thừa sẽ làm cơ thể bị đổi màu, dẫn đến hiện tượng bị vàng da, vàng mắt, nặng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Thêm nữa, trong cà rốt có chứa hemoglobin, chất này có khả năng phản ứng với natri trong cơ thể, tạo ra methemoglobin. Thông thường, nó được cơ thể trung hòa và không gây ra tác dụng phụ nào, nhưng nếu lượng methemoglobin quá lớn sẽ khiến cơ thể gặp phải tình trạng nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn. Do methemoglobin khiến máu không đủ cung cấp oxy cho sự hô hấp, chuyển đổi máu ở mô, trường hợp này thường gọi là ngộ độc natri vô cùng nguy hiểm. Ở một góc độ khác, đối với nam giới, ăn cà rốt cung cấp nhiều vitamin A giúp tăng khả năng sản xuất tinh trùng. Tuy nhiên, đối với nữ giới thì lại ngược lại. Phụ nữ ăn nhiều cà rốt sẽ làm ức chế sự rụng trứng, giảm chức năng buồng trứng do tác dụng quá nhiều của carotenoid. Do vậy, nếu gia đình nào đang có kế hoạch sinh em bé, thì chị em nên hạn chế ăn cà rốt trong thời gian này nhé. Loại rau thứ 5 trong danh sách đen này đó là củ cải. Lại thêm một thực phẩm rất quen thuộc mà khi nghe xong khiến cô bác vô cùng bất ngờ phải không ạ? Đúng là củ cải từng được mệnh danh là nhân sâm của người nghèo, giúp ngăn ngừa ung thư, tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm viêm, hỗ trợ giảm cân. Thế nhưng mới đây, các chuyên gia đã đưa ra lời cảnh báo rằng nếu cô bác ăn củ cải cùng một số thực phẩm đại kỵ dưới đây thì có thể biến loại củ này thành thuốc độc, hại cả nhà ăn vào thọ non đấy ạ. Đầu tiên, đó là cô bác tuyệt đối không ăn củ cải với cà rốt. Bởi vì trong củ cải chứa lượng vitamin C cực cao, rất tốt cho sức khỏe của con người. Trong cà rốt lại chứa một lượng chất phân giải enzyme vô hiệu hóa tác dụng của vitamin C, ăn cùng lúc sẽ làm mất đi công dụng của củ cải. Thứ hai là đừng ăn củ cải khi cô bác đang dùng các loại thuốc bắc. Người xưa chứng minh rằng củ cải có tác dụng hạ khí, khiến cơ thể bài tiết nhiều hơn và làm cản trở hấp thu tinh hoa của các loại thuốc. Thế nên nếu đang chữa bệnh bằng thuốc bắc mà ăn kèm củ cải thì chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Thứ ba, cô bác tuyệt đối không được ăn củ cải chung với cam, bởi vì lúc đó flavonoid có trong cam và thiosulfate trong củ cải sẽ tạo ra phản ứng hóa học, tạo nên một lượng lớn thiocyanate. Chất này quá nhiều trong cơ thể sẽ làm giảm chức năng tuyến giáp và tăng nguy cơ mắc bệnh biếu cổ. Không chỉ vậy, chuyên gia cũng cảnh báo rằng củ cải và nấm, mộc nhĩ là hai loại thực phẩm đại kỵ với nhau. Khi kết hợp chúng thì sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh về da, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Nguy hiểm hơn, nó còn làm cơ thể bị mất nước trầm trọng và tổn thương lá lách. Củ cải kết hợp với mộc nhĩ sẽ khiến cho những người có cơ địa nhạy cảm bị viêm da. Chính vì thế, tốt nhất là cô bác không nên ăn cùng lúc hai loại thực phẩm này nhé ạ.
Và xem đến đây thì có cô bác nào đang cảm thấy thắc mắc là mấy loại rau củ quen thuộc bị cảnh báo độc hại, không nên ăn hết rồi, thế thì giờ ăn gì mới bổ, mới tốt cho sức khỏe? Để giải đáp băn khoăn chăn trở của cô bác, giúp cô bác lựa chọn được những thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe, ngay sau đây, truyền hình sức khỏe sẽ tiết lộ với cô bác 5 loại rau đại bổ giúp diệt tận gốc ung thư, hồi sinh gan thận, càng ăn càng sống thọ. Loại rau đầu tiên cực rẻ nhưng cực tốt, đó là giá đỗ. Có thể ăn giá đỗ đã mấy chục năm nay nhưng chưa có ai nói cho cô bác biết rằng những ngọn giá đỗ trắng giòn thường xuất hiện trong các món ăn hàng ngày, đó lại chính là thần dược trời ban cho sức khỏe của mọi người. Nhờ vào những thành phần dưỡng chất có trong giá đỗ nên là loại rau có thể hỗ trợ điều trị rất nhiều bệnh nguy hiểm như tim mạch, cao huyết áp, cholesterol máu, ung thư vú. Ngoài ra, theo đông y, giá đỗ có tính thanh nhiệt, giải độc, thông tiểu nên dùng để giải khát rất tốt và thường dùng để trị các bệnh lý như bệnh đầy bụng, phân sống, khan tiếng. Vì rất giàu vitamin E nên giá đỗ còn có thể giúp phụ nữ thụ thai, hỗ trợ chữa bệnh hiếm muộn, chữa yếu sinh lý vô cùng hiệu quả. Mặc dù tốt là vậy, nhưng cô bác cũng cần lưu ý vì giá đỗ có tính hàn nên cần hạn chế ăn khi đang đói. Nếu không sẽ rất dễ gây đau bụng và ảnh hưởng không tốt cho dạ dày. Nếu lâu ngày, có thể gây ra các bệnh liên quan đến viêm dạ dày. Giá đỗ có tính giải các chất độc nhờ vào hàm lượng vitamin cao và vì thế nó cũng sẽ giải luôn các tác dụng của thuốc. Vậy nên cô bác không nên ăn giá đỗ gần với khi uống thuốc nhé ạ. Loại rau thứ hai trong danh sách rau đại bổ này đó là rau muống. Nhắc đến rau muống, người ta sẽ nghĩ ngay tới các món ăn quen thuộc gần gũi như rau muống luộc, rau muống xào tỏi hoặc nộm rau muống thơm ngon giòn mát. Thế nhưng, ngoài sử dụng như một món rau ăn thông thường thì ngày nay y học hiện đại đã nghiên cứu và chứng minh rằng rau muống có nhiều công dụng trị bệnh cực tốt cho sức khỏe. Đầu tiên thì đây là một loại rau có thể ngăn ngừa chứng mất ngủ. Bởi nó có chứa các yếu tố an thần nên có thể làm cho người bệnh buồn ngủ và giúp ngủ ngon hơn. Thứ hai là việc tiêu thụ rau muống thường xuyên sẽ làm dịu chứng táo bón vì loại rau này nhiều chất xơ. Ngoài ra, một số dưỡng chất trong rau muống cũng có đặc tính giải độc, giúp giảm đau ở các vết loét và chăm sóc da. Thêm nữa là rau muống chứa lượng lớn chất sắt, giúp ngăn ngừa được bệnh thiếu máu. Loại rau muống này được sử dụng nhiều để điều trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan. Theo nghiên cứu, rau muống có chứa chất chống oxy hóa, góp phần điều chỉnh các enzyme giải độc và loại bỏ tác động của các gốc tự do, giúp ngăn ngừa tổn thương gan. Các chất dinh dưỡng trong rau muống có thể hấp thụ lượng đường dư thừa trong máu. Vì vậy, ăn rau muống thường xuyên sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh cho người bị tiểu đường. Chính vì vậy, thay vì tìm mua nhân sâm đại bổ, cô bác chỉ cần thêm rau muống vào thực đơn ăn uống hàng ngày của gia đình là đã nhận được hàng tá lợi ích cho sức khỏe rồi đấy ạ. Đứng thứ 3 trong danh sách những loại rau cực tốt, cực bổ đó là rau dền. Rau dền là loại rau mùa hè phổ biến trong các bữa ăn của mọi gia đình. Ngoài công dụng làm mát gan, thanh nhiệt, loại rau này còn được biết đến như một vị thuốc chữa được rất nhiều bệnh mà y học hiện nay phải bó tay. Nhờ có các chất chống oxy hóa như vitamin E, C, sắt, magie, phốt pho hay lysine có trong rau dền, chúng chiến đấu chống lại các gốc tự do có hại và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ra ung thư. Cộng thêm sự dồi dào của canxi chứa trong rau dền làm cho nó trở thành một loại siêu thực phẩm tăng cường sức mạnh của xương và ngăn ngừa chứng loãng xương. Đối với trẻ nhỏ, canxi đóng vai trò xây dựng cấu trúc của xương giúp trẻ cao lớn. Đối với người trưởng thành, thì canxi giúp duy trì độ bền chắc của xương và tránh được các bệnh loãng xương ở người trung niên. Không chỉ vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau dền thường xuyên giúp ổn định đường huyết, rất tốt cho các bệnh nhân tiểu đường type 2, giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tình trạng tăng lượng đường trong máu như béo phì. Ngoài ra, rau dền còn có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu, giúp loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh mạch vành. Dưới đây là một số bài thuốc hay từ cây rau dền cô bác có thể tham khảo để áp dụng trị bệnh. Bài thuốc giúp nhuận tràng. Cô bác lấy rau dền đỏ một nắm, nhặt sạch, rửa rồi luộc sôi 3 phút, vớt ra trộn với dầu vừng hoặc bột vừng đen, ăn với cơm rất công hiệu. Để hỗ trợ điều trị tăng huyết áp, cô bác chuẩn bị rau dền đỏ 20g, lá mã đề non 20g,
lá dâu bánh tẻ 20g. Tất cả rửa sạch, cho vào nồi nấu canh, thêm gia vị cho vừa ăn hàng ngày. 10 ngày một liệu trình. Trị kiết lỵ do nóng, cô bác dùng rau dền đỏ 20g, lá mơ lông 20g, rau sam 20g, cam thảo đất 16g. Tất cả rửa sạch, cho vào ấm, đổ 500ml nước, sắc còn 200ml, chia 2 lần uống trong ngày, 10 ngày một liệu trình. Hoặc dùng rau dền đỏ luộc chín tới, ăn cả nước lẫn cái, mỗi ngày ăn khoảng 20g, ăn trong vài ngày là khỏi. Loại rau thứ tư trong danh sách vàng rau cực tốt ngày hôm nay là cây rau ngải cứu. Ngải cứu từ xa xưa luôn được cha ông coi là một trong những cây thuốc quý. Nó không chỉ là một thực phẩm ngon và bổ mà còn có tác dụng rất tốt trong chữa bệnh. Sau đó có thể kể đến các bài thuốc phổ biến có nhiều công dụng như sau. Đầu tiên là ngải cứu giúp chữa bệnh về xương khớp. Nhờ tính ấm nên ngải cứu được dùng phổ biến trong những bài thuốc chữa bệnh về xương khớp. Cây có tác dụng giúp lưu thông khí huyết, tăng cường khả năng lưu thông máu, tốt cho hệ xương khớp, giảm đau, kháng viêm, nhất là đối với những người bị gai cột sống thấp khớp. Cô bác có thể giã ngải cứu lấy nước cốt pha mật ong để uống hoặc đâm nhuyễn làm thuốc đắp và sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng. Với những người thường xuyên bị chóng mặt, hoa mắt do máu lưu thông kém cũng được khuyên nên sử dụng ngải cứu. Lá ngải có thể dùng làm thức ăn hàng ngày, dùng nấu canh, rán trứng để ăn hàng tuần sẽ cải thiện khả năng tuần hoàn máu não. Thêm nữa là nhờ ngải cứu vì có tính ấm, chấn ho, khử đàm, giải cảm phong hàn nên rất thích hợp cho việc trị các bệnh cảm mạo thông thường như ho, cảm sốt, nhức đầu. Cách dùng cây ngải cứu trị ho cảm rất đơn giản. Cô bác chỉ cần lấy 100g ngải cứu, 50g xả, 100g lá húng chanh, 100g lá tía tô nấu chung với nửa lít nước. Khi bị bệnh, uống trong 3 đến 5 ngày sẽ giúp giảm ho, trị cảm, giảm hoa mắt, chóng mặt vô cùng hiệu quả. Cô bác hãy thử áp dụng rồi quay lại chia sẻ cảm nhận cho mọi người cùng biết với ạ. Loại rau thứ 5 đại bổ nhưng lại bị thờ ơ bỏ phí đó là rau sam. Không biết ở đây có cô bác nào còn chưa biết đến cây rau sam không ạ? Có thể nhiều cô bác ở thành phố thì nghe còn thấy khá xa lạ. Nhưng với các cô bác ở quê thì sẽ gặp thường xuyên vì cây rau này mọc dại đầy ngoài vườn, đầu đường hay trên bờ ruộng. Nhớ ngày xưa hồi còn ở quê, quanh nhà tôi có một đám rau sam rất lớn. Ngày nào tôi cũng thấy bà nội tôi ra hái về luộc hoặc nấu canh ăn. Bà bảo đây là rau thần dược rất tốt cho sức khỏe. Từ thời ông bà cụ trước kia đã biết dùng rau sam để chống lại bệnh tật rồi. Mới đầu tôi cũng không tin, nhưng thực tế là bà tôi năm nay đã hơn 90 tuổi rồi, vẫn sống rất khỏe mạnh. Cả chục năm rồi vẫn chưa phải đi viện hay đau ốm gì. Trong khi đó các cụ trong làng có khi còn trẻ hơn bà tôi nhiều thì lại đang vật vờ, thân đầy bệnh tật. Lý giải về lợi ích rau sam trong y học cổ truyền, đây là loại rau có vị chua, tính hàn, không có độc, có kháng sinh tự nhiên, có khả năng thanh nhiệt giải độc. Loại rau dại này có rất nhiều lợi ích vàng cho sức khỏe, có thể kể đến như chữa sỏi thận, phòng ngừa tim mạch, chống ung thư, hỗ trợ điều trị bệnh gút, trị đái tháo đường, chống viêm, giảm béo, trị mụn. Để nhận được những lợi ích chữa bệnh tuyệt vời này từ rau sam thì cô bác có thể áp dụng thêm rau sam vào thực đơn dinh dưỡng của gia đình mình hoặc tìm kiếm cụ thể hơn bài thuốc trên Google để tham khảo. Tuy nhiên, dù rau sam tốt là vậy, nhưng cô bác cũng cần lưu ý một số điểm sau trong cách chế biến và sử dụng loại dược liệu này. Đó là không nấu quá chín, đun sôi quá lâu, không sử dụng rau sam cho phụ nữ có thai. Cô bác nào mà có thể trạng hư hàn hay đi tiêu lỏng, cần phối hợp với những vị thuốc cay, ấm để không làm trệ tỳ khi sử dụng loại rau này. Và bên cạnh các loại rau xanh thì thịt lợn là thực phẩm phổ biến nhất trong mâm cơm của gia đình người Việt Nam ta. Không chỉ là món ăn đơn thuần mà thịt lợn còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của lợn cũng bổ, cũng tốt, mà theo cảnh báo của các chuyên gia, có 5 bộ phận sau đây của con lợn còn độc hơn thuốc chuột. Ăn đến đâu là rước bệnh vào người đến đó, thậm chí còn là nguyên nhân dẫn tới ung thư, phá nát gan thận. Vậy nên, không muốn có ngày nhập viện thì nhất định phải tuyệt đối tránh xa. Bộ phận đầu tiên rất độc phải kể đến đó chính là phần gan lợn. Dân gian ta thường có câu, thương con cho ăn tiết, giết con cho ăn gan.
đã cho thấy ngay từ xa xưa, cha ông ta đã khuyến cáo chuyện ăn gan lợn không tốt cho sức khỏe. Theo phân tích từ các chuyên gia, trong gan lợn chứa rất nhiều cholesterol và kim loại nặng, là một cơ quan thải độc của cơ thể. Trong quá trình đó, gan sẽ vô tình giữ lại nhiều chất độc hại tồn dư như chất tăng trưởng trong thức ăn chăn nuôi, kim loại nặng. Đặc biệt là những con lợn không khỏe, mắc bệnh thì lại càng chứa nhiều độc tố và virus gây bệnh. Gan lợn cũng là nơi trú ngụ của hàng loạt ký sinh trùng, điển hình trong đó là sán lá gan. Nếu chế biến và đun nấu không đảm bảo chín kỹ, hợp vệ sinh, vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể, gây bệnh nguy hiểm cho con người. Theo đó, những người già yếu hay mắc các bệnh về tim mạch nên hạn chế ăn gan lợn. Nếu không, sẽ dễ dàng nạp các chất độc hại vào cơ thể. Vì trong gan chứa nhiều cholesterol, nếu tích tụ quá nhiều, có thể gây hại cho tim mạch. Phụ nữ mang thai cũng không nên ăn quá nhiều, vì trong gan chứa nhiều vitamin A, nếu tích tụ nhiều có thể gây chóng mặt, buồn nôn hay thậm chí gây tổn thương và làm biến dạng thai nhi. Tuy nhiên, ở một góc độ khác thì việc ăn gan lợn không hoàn toàn là không tốt, vì gan có hàm lượng dinh dưỡng khá cao. Trong gan chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng như chất đạm, vitamin A, các loại men cùng chất sắt rất có lợi cho cơ thể. Việc cho trẻ ăn gan lợn sẽ giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, đồng thời hạn chế các bệnh về mắt, giúp bé có đôi mắt sáng và khỏe mạnh. Ngoài ra, trong gan còn có nhiều sắt nên khi ăn sẽ giúp làm giảm và ngăn nguy cơ mắc bệnh thiếu máu. Với những lợi ích như vậy, cô bác vẫn có thể ăn gan lợn nhưng cần chú ý các lưu ý đã nêu trên và khi nấu nên đảm bảo chín kỹ, tránh nấu với các loại rau củ giàu vitamin C như giá đỗ, rau cần, cà rốt, cải xoăn vì sẽ làm mất hết giá trị dinh dưỡng của các loại rau củ này. Bộ phận thứ hai, chuyên gia cũng cảnh báo bà con cô bác không nên ăn, đó là phần tiết lợn. Đúng với câu nói, thương con cho ăn tiết, giết con cho ăn gan. Thành ra nhiều cô bác lại nghĩ ăn gan độc hại thì chuyển qua ăn tiết sẽ đại bổ. Thậm chí ngày nay, nhiều người còn rất thích món ăn tiết canh vì thấy nó thơm ngậy. Hay đối với nhiều bác trai thì tiết luộc cũng là món nhậu lý tưởng. Tuy nhiên trên thực tế, việc ăn tiết lợn có thể đem lại một số lợi ích như ngăn ngừa bệnh thiếu máu, khối u ác tính, trì hoãn lão hóa và có tác dụng cầm máu. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng khi cô bác ăn tiết lợn sạch, nấu chín và một tuần ăn nhiều nhất một bữa thôi. Còn nếu việc ăn thường xuyên sẽ gây nguy hại lớn cho sức khỏe của cô bác đấy ạ. Bởi theo giáo sư tiến sĩ Lê Danh Tuyên, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong tiết lợn chứa rất nhiều sắt mà cơ thể con người khó có thể hấp thụ nhiều sắt trong một khoảng thời gian ngắn. Thậm chí, nếu lượng sắt quá nhiều có thể bị ngộ độc, nôn mửa, đau dạ dày và các tình trạng có hại cho sức khỏe. Việc ăn tiết chín có thể đem lại những lợi ích nhất định cho sức khỏe, nhưng rất nhiều người lại có sở thích ăn tiết canh. Nếu ăn tiết canh lợn mà không được chế biến kỹ thì có thể gây nên nhiều mầm bệnh nguy hiểm từ những loại động vật gây bệnh. Các bác sĩ khẳng định nếu ăn tiết canh sống từ những loài động vật bị nhiễm giun sán, liên cầu lợn, viêm não mô cầu, bệnh đường tiêu hóa thì nguy cơ tử vong rất cao. Khi ăn tiết canh, cô bác có thể bị nhiễm các loại bệnh như bệnh giun xoắn, bệnh liên cầu lợn hay bệnh sán lợn gạo, vô cùng nguy hiểm. Còn một mặt khác, đó là nói về giá trị nhân văn. Khi cô bác nhìn xa hơn một chút, sẽ thấy ăn tiết canh có khác nào đang uống máu tươi đâu ạ. Nhất là nhiều quan niệm sai trái hiện nay còn nói rằng mùng 1 đầu tháng ăn tiết canh sẽ may mắn. Nhưng ở góc độ suy xét kỹ thì ta sẽ nhận ra khởi đầu một tháng mới mà đã sát sinh giết hại động vật rồi lấy máu tươi đánh lên ăn thì đó có phải là vô cùng tàn ác không ạ? Làm sao mà đón về được may mắn gì nữa? Thế nên, ngoài việc ngày thường hạn chế ăn tiết canh ra thì đặc biệt cô bác cũng không nên tín theo những lời mê tín truyền tụng để rồi rước bệnh vào thân. Bộ phận thứ ba của con lợn chứa đầy độc tố cần tránh ăn tiếp theo đó là lòng lợn. Có nhiều cô bác cho rằng con lợn ngon nhất bộ lòng. Những món như lòng lợn luộc, lòng xào dưa hay cháo lòng đều là những món ăn ngon, thậm chí được đánh giá là bổ dưỡng. Thế mà giờ lại bảo có độc, không được ăn thì đúng là không tin nổi. Trước kia tôi cũng từng nghĩ giống cô bác đấy ạ. Thế nên là bất chấp gia đình ngăn cản, tôi vẫn liên tục mua lòng lợn về ăn ngon lành. Cho đến một hôm, khi vừa ăn xong khoảng 30 phút, thì tôi bắt đầu lên cơn đau bụng râm rầm. Càng về sau lại càng đau nhiều hơn,
kèm theo đó là biểu hiện buồn nôn, đi phân lỏng liên tục. Sau một ngày chạy ra chạy vào ôm nhà vệ sinh, tôi mệt đến ngất lả đi. Gia đình tôi đưa tôi tới bệnh viện đa khoa gần nhà để truyền nước. Thì tại đó, bác sĩ đã đưa ra cảnh báo rằng khi ăn lỏng lợn, chúng ta có thể quên một điều, ruột da của lợn là nơi trữ các sản phẩm thải của thức ăn sau tiêu hóa. Ruột lợn là nơi các vi sinh vật sống nhiều hơn, chắc chắn sẽ có nhiều ký sinh trùng, nhiều vi khuẩn gây bệnh. Lòng lợn chứa nhiều protein và cholesterol, những chất không tốt cho những người bị bệnh tim mạch, tiểu đường, cholesterol máu và rối loạn chuyển hóa. Hơn nữa, nếu không được chế biến sạch sẽ và nấu ăn kỹ, sẽ mang theo nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm như vi khuẩn E. coli và các loại vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn. Vậy nên, nếu các bác không muốn mắc những căn bệnh kể trên thì nên tránh xa lòng lợn ra nhé. Bộ phận thứ tư của con lợn không nên ăn đó chính là thịt cổ lợn. Không biết ở đây có các bác nào hay ăn thịt cổ lợn không ạ? Chứ mẹ chồng tôi ở nhà rất thích ăn mấy phần thịt này để về kho cá vì nó ăn mềm mềm ngậy ngậy. Tuy nhiên, khi biết những tác hại đáng sợ của nó thì cả nhà tôi đã không ai dám ăn nữa. Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình Hà Nội cho biết, hàm lượng chất béo trong cổ heo rất lớn, ăn quá nhiều không chỉ khiến tăng cân đột ngột mà còn gây ra nhiều vấn đề về tim và mạch máu não. Ngoài ra, cổ heo có các hạch bạch huyết, một hệ thống của cơ thể có chức năng lọc và bẫy giữ các vi sinh vật lạ, tế bào viêm, độc chất, ăn thường xuyên có thể gây ra nhiều chứng bệnh. Thịt cổ heo có hệ thống hạch phức tạp, khó loại bỏ hết hoàn toàn khi chế biến. Cơ thể người sẽ tiếp nạp một lượng lớn vi khuẩn và chất độc khi ăn, có thể dẫn đến ngộ độc hoặc nguy cơ mắc phải các bệnh truyền nhiễm, thậm chí là ung thư. Chính vì thế mà tốt nhất cô bác không nên ăn phần thịt này. Nếu trường hợp muốn ăn thì cũng nên ăn ít, một tuần chỉ nên ăn tối đa một bữa mà thôi. Đồng thời khi ăn thì cũng cần lựa chọn địa chỉ uy tín để mua, tránh trường hợp ăn phải lợn bệnh kém chất lượng thì sẽ càng nguy hiểm. Bộ phận thứ 5 cần tránh xa đó là óc lợn. Nhiều người quan niệm ăn gì bổ nấy, thế là cứ đi chợ mua óc về hầm ăn. Thậm chí bộ phận này còn được đánh giá là mặt hàng đắt đỏ, bán rất chạy. Thế nhưng trong óc lợn có chứa hàm lượng cholesterol rất cao, có thể gây nên xơ vữa động mạch ở người lớn nếu như ăn quá nhiều, gây tăng huyết áp. Nếu người đau đầu ăn càng nhiều óc lợn thì sẽ khiến cho tình trạng này diễn biến càng ngày càng nặng hơn. Đối với những người béo phì, khi ăn óc lợn còn khiến cho các màng tế bào của thành mạch máu trở nên mong manh. Nguy hiểm hơn là màng tế bào này có thể bị vỡ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Đặc biệt là hiện nay, có rất nhiều cha mẹ tin rằng cho trẻ ăn óc lợn sẽ giúp trẻ trở nên thông minh hơn. Nhưng trên thực tế, nó lại có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Còn có thể gây hại nếu cho trẻ ăn quá thường xuyên. Vì trong óc lợn chứa ít chất sắt, nên nếu trẻ chỉ ăn đơn thuần trong thời gian dài sẽ dễ bị thiếu máu, thiếu sắt. Tương tự, óc heo không có chứa vitamin A nên nếu không kết hợp với thực phẩm khác thì trẻ rất dễ bị nhiễm trùng và chậm tăng trưởng. Nếu cô bác vẫn muốn ăn óc lợn thì cần chú ý khi chế biến, làm sạch bằng cách bóc màng gân máu, rửa sạch lại rồi mới chế biến. Khi nấu, cô bác không nên cho nhiều nước, tốt nhất là chưng cách thủy hoặc hấp trong nồi cơm. Vì nếu nấu nhiều nước và nấu chín kỹ thì sẽ làm giảm một lượng lớn phosphor lipid có trong óc đấy ạ. Ngoài việc tránh những bộ phận không tốt của lợn trên thì những phần còn lại ta cũng có thể ăn, nhưng nên trong một giới hạn nhất định thôi cô bác nhé. Mặc dù biết con người cần ăn uống bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, có rau có thịt mới đúng theo thực đơn khoa học mà các chuyên gia khuyên bà con áp dụng. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều thịt cũng sẽ gây ra những hậu quả lớn cho sức khỏe. Theo khoa học giải thích thì rất dài. Còn theo góc độ nhà Phật mà nhìn thì khi ăn nhiều thịt là ta đang nạp vào người nhiều oán linh động vật. Oán linh động vật là trơn hồn của các loại động vật mang đầy nỗi sợ hãi, thống khổ, từ đó sinh ra oán hận trước khi chết. Khi kết thúc thân mạng, các oán linh này tìm cách báo oán, trả thù những ai đã gây nên cái chết của mình. Mỗi phần thân xác của động vật bị sát hại đều tích tụ oán khí từ oán linh ấy phát ra. Các oán khí này, hễ ai ăn phần xác thịt kia vào thì tự nhiên hấp thu oán khí đó vào mình, sẽ chịu tác động tiêu cực cả về mặt tinh thần lẫn thể xác.
Tinh thần thì nặng nề, dễ u uất, mệt mỏi, dễ cáu gắt, buồn phiền, thù hận dai. Tham muốn dục vọng tăng cao, khao khát được thỏa mãn những ham muốn mang tính bản năng của thân xác. Thể xác tích tụ oán khí thì làn da sẽ bị tối sạm đi, sức đề kháng cơ thể yếu, dễ mắc các bệnh tật. Những mầm mống bệnh tật đã tiềm ẩn trong cơ thể từ trước sẽ có thêm cơ hội để phát tác hành bệnh. Khi chết vì bị thiêu đốt, loài vật ấy sẽ bị hiện thân ảnh toàn thân bốc cháy ngùn ngụt, hỏa khí bộc phát xung quanh nóng rực. Oán linh này ở gần ai sẽ tương tác khiến người đó nóng nảy trong người, dễ cáu gắt, gây sự, ẩu đả với người xung quanh. Ngoài ra còn khiến cho người ta bị mắc các chứng bệnh về nhiệt như nóng gan, thận khô, khô phổi ngột ngạt khó thở, suy tim cao huyết áp, đau đầu, dễ phát sinh tai biến nguy hiểm tính mạng. Khi bị trúng độc, ô nhiễm ngột ngạt mà chết thì toàn thân sẽ phát ra ám khí, có mùi uế trược nặng nề hôi tanh, người nào ngửi thấy dùng qua phần thân xác ấy sẽ dễ bị trúng độc. Oán linh này ở gần ai, người đó sẽ cảm thấy u uất, khí huyết trì trệ, hay quên, người hay nổi những cơn lạnh cột sống lúc gặp gió lạnh, dễ mắc các chứng phong thấp, xương khớp đau nhức. Thân tâm uể oải, thường chỉ muốn nằm, ngủ dập dìu chẳng ngon giấc, tham muốn dục vọng thì ngày càng tăng, thân xác nhợt nhạt, tím tái, cơ thể yếu ớt. Khi bị phân rã thân xác lúc chết, oán linh ấy chẳng nhớ nổi hình dạng của mình là gì, loài nào. Lúc đó, hơn hồn oán linh ấy lại hiện thành một đám mây khói đen. Khi chết vì bị ăn sống nuốt tươi, oán linh ấy dễ dàng tương tác để có thể ám nhập trực tiếp, hoặc đeo bám vào thân tâm của người đã ăn mình. Người nào đã ăn thân mạng chúng sinh như vậy, sẽ dễ dàng có những biểu hiện mang tính chất đặc trưng của các loài mình đã ăn. Theo đó, người thường ăn mạng chúng sinh, bất kể là vật loại gì cũng đều có chung tính chất thần sắc u ám do các oán linh này đeo bám, tích tụ oán khí nơi mình. Thọ mạng sẽ giảm dần, dễ mắc các bệnh về xương khớp và tim mạch. Thế nên, ta để ý sẽ thấy người nào càng hay ăn nhiều thịt thì cuộc sống sẽ càng thống khổ, nhiều bệnh tật, tính tình thay đổi, cáu bẩn khó chịu, mặt mày cau có, ủ rũ. Còn với người ăn nhiều rau xanh thì da dẻ mịn màng, khỏe khoắn, ít khi gặp bệnh tật. Quý vị và cô bác thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu xong thông tin về 5 loại rau củ không nên ăn và 5 loại rau cực tốt nên bổ sung sớm cùng 5 bộ phận cực độc của lợn. Qua video ngày hôm nay, hy vọng cô bác đã có những kiến thức mới về sức khỏe để lựa chọn được thực phẩm phù hợp với mình. Trong phần cuối của chương trình, ban biên tập thật sự mong muốn nhắn gửi tới cô bác rằng dù ăn mặn hay ăn chay, chúng ta cũng nên ăn uống đơn giản, đạm bạc để dành nhiều thời gian cho việc tu học và làm lợi ích cho tất cả mọi người. Con người muốn sống được một cuộc đời an nhàn tự tại, không nên lệ thuộc quá nhiều vào việc ăn uống. Lúc ăn, ta hãy quan niệm rằng ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Nhờ vậy ta làm chủ trong khi ăn uống, không bị lòng tham sai xứ, do đó sống đơn giản đạm bạc. 3 phần bệnh tật, 7 phần tinh thần. Có một nội tâm vững chắc và tinh thần vui vẻ mới là điều tiên quyết giúp mỗi chúng ta sống vui, sống khỏe. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã đến lúc khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các cô bác trong những video lần sau.